Một khóa đào tạo dành cho các tập huấn viên về giáo dục dinh dưỡng học đường đã được tổ chức tại Hà Nội nhằm bổ trợ những kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhỏ. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ dự án giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể lực cho trẻ em Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai dự án truyền thông, giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể lực, uống sữa, vận động khỏe mạnh cho trẻ em Việt Nam do công ty Freeland Campina Việt Nam tài trợ giai đoạn 2017-2020 cùng phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Giai đoạn 1, dự án được thực hiện tại các tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định và Thái Bình nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng truyền thông về giáo dục dinh dưỡng học đường cho đội ngũ tập huấn viên các tỉnh, thành thuộc dự án. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ở giai đoạn từ 5 đến 10 tuổi là giai đoạn trẻ phát triển rất nhanh, cần nguồn dinh dưỡng thích hợp nạp vào cơ thể. Nếu được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, trẻ sẽ phát triển tốt cả về mặt thể lực, trí tuệ và nhân cách. Nếu cung cấp quá thừa chất thì trẻ sẽ nhanh chóng bị béo phì. Ngược lại, trẻ dễ bị còi cọc, ốm đau, trí tuệ giảm sút. Từ đó cho thấy, đảm bảo dinh dưỡng học đường là việc rất quan trọng và không hề đơn giản. Việc sai lầm trong chế độ dinh dưỡng sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường, có khi kéo dài và rất khó để khắc phục. Chương trình tuyên truyền giáo dục về dinh dưỡng và vận động thể lực cho trẻ không chỉ tiếp cận các giáo viên ở nhà trường mà còn dành cho cả cha mẹ của học sinh. Bởi ở giai đoạn tuổi học đường là thời điểm trẻ tăng nhanh về thể lực, trí não, phát triển giới tính và hình thành nhân cách. Thông qua buổi học ngày buổi tập huấn ngày hôm nay thì em còn có thể trao đổi với phụ huynh là các con không chỉ bữa ăn ở gia đình mà còn ở trường. Chính vì vậy việc phối kết hợp giữa phụ huynh cũng như là nhà trường để đảm bảo tốt nhất cho con thì có thể trao đổi với phụ huynh để phụ huynh có thể nắm bắt được các chất dinh dưỡng để cung cấp bữa ăn cho con không chỉ ở nhà cũng như là ở nhà trường. Phụ huynh này đó cần chú ý tới cái chuyện là cho các con ăn cho cân đối chứ không phải là ăn nhiều là tốt, ăn đủ chất mới là tốt. Cho các con vận động nhiều hơn chứ không phải là cho các con cứ ngồi yên trong nhà được an toàn trong nhà là tốt, mà phải cho các con ăn uống cân đối này và tăng vận động lên, mỗi ngày ít nhất phải vận động 60 tiếng và chơi ở ngoài trời nhiều thì nó mới tốt cho sức khỏe. Vì sự phát triển toàn diện của học sinh, khỏe mạnh về mặt thể chất, phong phú về mặt tâm hồn, giỏi về mặt tri thức, dự án mong muốn cung cấp kiến thức về dinh dưỡng và rèn luyện thể chất cho trẻ nhỏ nhằm giúp cho các phụ huynh cũng như các nhà giáo dục nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. Cảm ơn em.